Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. In this video, I would like to correct the writing for my students. Ở trong video này mình sẽ sửa bài writing cho học trò của mình. Và đây là bài writing test 1 của cuốn cam số 13 Academic. Đây là test số 2. So this is the writing test 1 from test 2 of the Cambridge 13 Academic Modules practice test. The chart below shows the percentage of households in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011. Cái biểu đồ bên dưới nó chỉ được cái phần trăm của những hộ gia đình ở cái họ ở những cái chỗ mà phải thuê mướn á, hoặc là họ sở hữu nhà á, ở England, ở xứ Anh và xứ Wales giữa năm 1918 và 2011. So basically, they ask you to summarize the information by selecting and recording main features and make comparison where relevant. Họ yêu cầu mình là phải gộp lại những thông tin, gom lại, tóm tắt lại những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và phải so sánh những cái nơi nào có liên quan. So I have already made a video explaining how you can do this test, particular test one, in this series. So if you haven't checked that out, go and watch it, please. And then come back to this video, okay? Nếu mà các bạn chưa có coi cái video mà mình hướng dẫn cách làm cái test one này á, nó nằm trong cái series, trong cái chuỗi video này luôn á, thì các bạn ra cái video đó coi trước nha, sau hẳn quay lại cái video sửa lỗi này nha. Sửa bài writing này nha. Okay, so first of all, I have four essays to fix today for Mr. Duc, Miss Như, Mr. Han, and then Miss Thảo Nguyên. All right. Right, let's see now. So this is thiếu chấm, there's no comma period. Okay, the real estate trends of customers in England and Wales. Well, có S nha. Remember well with S. From 1918 to 2011 is illustrated in the diagram. Overall, the town. Okay, the real estate trends. Household and owned accommodation and rented accommodations. Real estate là giống như là nhà đất ha. Xu hướng nhà đất ha. Xu hướng nhà đất của những khách hàng ở nước Anh và xứ Wales. Is it the same like real estate trend of customers, the same as percentage of household? Phần trăm của những hộ gia đình ở cái dạng mà ở nhà thuê và ở nhà mà sở hữu á, thì em thay thành là cái xu hướng nhà đất của những khách hàng. Okay, you can do that. I think your paraphrasing is actually quite creative. Khá là sáng tạo đấy. It's quite creative. Okay. Mà cẩn thận nha, nó nói là between 1918 and 2011. Okay. So there are many different years, right? Nó có nhiều cái, nó cái mốc năm như thế này thì các bạn có thể ghi là from 1918 to 2011. You can do that. Các bạn có thể làm cái điều này. Còn nếu mà nó chỉ có 2 năm thôi á, thì là chỉ ghi là 1918 and 2011 nha. So if it's just like, if they just write like between in the 2 years, 2018 and 2011, then you can only say in 1918 and 2011, okay? Remember that. Be careful. Cẩn thận với cái chỗ mà 5 tháng này nọ nha các bạn. It's illustrated in the diagram. All right, overall nè. Overall, the time that people lease là chờ là thuê á ha. Lease là cho thuê chứ nhỉ? Lease là cho thuê hay là được thuê? Let me check that one very, very carefully first. She leased the site to a local company. Cô ta cho thuê cái site đó cho cái công ty địa phương. To rent out nè. Tức là lease là cho thuê nha. Cho nên trong trường hợp này, lease means like you have the property and you give it and then you rent it out to other people. So this one, rented is the better choice.
Granted mới đúng nha. That people rented the most. The time that people rented the most. Rented the most, thuê nhiều nhất, nó nghe nó kỳ kỳ lắm. This one looks weird. The time that people stayed in a rental setting, một cái tùy chọn mà thuê mướn á, in a rental setting the most, không cần shelter nữa, there's no need for shelter here. The time that people stay in a rental setting the most. Em để ý cái setting là danh từ nè. Rental là tính từ. So rental is an verb, is an adjective that give information about setting as a noun. Stay in a rental settings. Họ sống ở trong một cái tùy chọn là thuê mướn. Nhiều nhất là vào năm 1918. It was in 1918 and the time that the British. Em lặp lại cái the time nè. You repeat the word the time here. Be careful. And cái câu này nó lủng củng nè. So this sentence is not very coherent. It looks ugly, to be honest with you. The time that the British. The most to land là sao? The most of land. Có thể là đảo nó lại. You can do passive voice here. And no, I think let's just do this one. And the British purchased land the most, mới đúng. Purchased land and property. Mua đất và tài sản nhiều nhất là gì? Purchased land the most was in the, in 2001. Đó, nó không có lặp lại cấu trúc mà bên trên nữa. So if you write like this, you don't repeat the structure of this clause again. And the British purchased land and properties the most in, nhưng mà lặp lại chứ the most nè. But it's still repeating the most. So what can we do in here? And the British purchased land and property. Nó vẫn lặp lại cái chữ the most này, cho nên what can we do to remove the most here? Purchase land and property. We can remove this one. We can say đưa này lên trên, we can move this one up here. And in 2001, most of the British. Đã, chẳng hạn vậy. We can move it like this. Most of the British instead of like the most, you know. Chuyển nó lên đây. Và trong năm 2001, phần đông những người ăn mua đất và tài sản. Thay vì ghi là người ăn mua đất và tài sản nhiều nhất, mình cứ lặp lại chứ nhiều nhất rồi. So you basically, I don't want to repeat the most here, so that's why I put it up to the front. Đưa lên đằng trước. Và trong năm 2001, phẩy. Cái chỗ này á, nên có dấu chấm phẩy, tại vì nó không liên quan nữa. Nếu mà không thì người ta sẽ hiểu lầm là 2018 và 2001. So if you don't have a semicolon here, people can get confused that this 1918 and 2011 go together, okay? Người ta sẽ hiểu lầm là cái hai con số này nó đi cùng nhau nè. Cho nên chỗ này phải tách nó ra, có một cái dấu chấm phẩy. So basically I use a semicolon here to indicate that these two ideas are separated. Để mà diễn tả ra là hai cái cụm này, hai cái vế này nó không có liên quan nhau lắm. Mặc dù nó có một sự liên quan nhưng mà nó không quá liên quan, và hai con số này nó không có đi cùng với nhau. And these two numbers doesn't go together with each other, okay? I want to say that these two clauses are separated. So that's why I use a semicolon here.
Ok, Ok, try to keep the noise down, please. Ok. Right, hello Mr. Hân. Okay, moreover, there isn't a lot of water. There wasn't, yeah, quá khứ nha, mình này quá khứ hết nha. Those things happened in the past, so basically use past tense always, okay? Mình đang sửa cái bài, mình đang sửa bài viết nha, Hân ơi, bài cam 13, test 2 nè. Writing test 1 nè. There wasn't a lot of volatility in this area. What do you mean volatility, Mr. Đức? Sự bất động. Sự sôi động đúng không? Nhưng mà nếu mà nói sự sôi động như vậy nó không 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 có rõ nghĩa. Phải là nói là sự sôi động nhà đất mới đúng. Use housing volatility to make the meaning more clear, I think. Em thay thay chỗ housing thành là this area. Nhưng mà cái sự sôi động trong khu vực này nó không rõ nghĩa là sôi động cái gì, you know? It's not clear. No, chỉ là khu vực, chỉ là sự sôi động trong khu vực này. Nhưng mà sự sôi động của cái gì? It's just like, okay, volatility in this area means like, okay, there are some thing that happened in this area, but what thing? Rõ ràng là cái gì? Đó là housing volatility. It sounds more clear, okay? Nó phải rõ ràng như vậy. There wasn't a lot, you have to make it clear, okay? There wasn't a lot of housing volatility in this area. Cái sự sôi động về nhà đất ở trong khu vực này từ khi since a pattern, bởi vì sao? Cái pattern only follow one direction, cái xu hướng nó chỉ có theo một cái đường thôi, only one direction. What do you mean one direction, like one trend, right? Is that what you meant? Yeah. Okay. First. Okay, cái overall của em ổn nè, tại vì em nói được cái xu hướng chính. So your overall looks good because you mentioned the main ideas. Not giving figures or anything, không ghi số cái gì cả, chỉ nói về ý chính thôi. Good. Nhưng mà cái cách nói nên phải coi lại cái cấu trúc câu nha. Be careful with the sentence structures and try to make it better, okay? First, the number of renting. Renting the house là không được. You can say house, no, house rental. Cái sự thuê nhà, cái những sự thuê nhà. The number of house rentals. Nó là, nó chủ động luôn, nó chủ động, nó explode. It's actively exploded. Con số mà thuê nhà nó bùng nổ, chứ không phải nó bị bùng nổ các bạn. It's actively explode, you know. The number of house rental actively explode. So use active form, sử dụng dạng chủ động nha. The number of house rentals dramatically exploded. Nó nổ tung ra, nó bùng nổ một cách rất là kịch tính vào năm 1918. Appropriate 70%. Cái phần trăm lúc nào cũng phải đi kèm với con số, không khoảng cách nha. There's no space between the percentage symbols and the number, okay? Không có khoảng cách nha. Approximately, phải appropriate. Approximately. Ở con số là xấp xỉ. At approximately 77%. Sao bài này ý kém hơn mấy bài trước vậy Đức ơi? However, it ended at the bottom after 83 years. Nó kết thúc ở đáy sau 83 năm. Phải, the proportion in that time was occurred from the market. Cái tỷ lệ ở cái thời điểm đó đó là 1/3 từ thị trường. Are you sure? Where is that? I can see it. 83.
Where? I can't see it. Cái này 91 chứ. 2001 mới là 1201 mới là thấp nhất nha. 2001 is the least one. It's the one that is like about a third. So after 83 là từ năm ấy cộng thêm 23 năm nữa. I got it. So 1918 plus 83 years, so you get 2001, right? Okay, good. Okay, so over here là 1/3, 1/3 nè. So it's a third of the market. Okay, very good. 1/3 thị trường, very good. Someone say something. Okay, got it. Miss New, you can take off now. Come back later. Okay. The tendency of renting cái chữ cái mấy bạn bị vấn bị cái vấn đề về động từ chủ động và động từ bị động. Nếu mà các bạn ghi là renting accommodation là cái người mà nói cái câu này nè, tức là các bạn á chủ động làm cái động thái là đi thuê. Nhưng mà điều này đâu có đúng đâu. Cho nên là cái chỗ này nó phải là the tendency of accommodation, nó phải nằm ở đây, accommodation renting. Ok, put it here. Để nó làm sao? Accommodation renting là cái việc mà thuê nơi ăn chỗ ở. Còn nếu mà em để cái renting ở đằng đầu tiên này nè, nó giống như là cái kiểu mà đầu câu ghi chữ ra, ghi một cái verb in nào đó. Ví dụ như là đầu câu em ghi vô này, câu này nè. Like for example, if you write this sentence at the beginning of a sentence, judging by the shape of the market. Cái gì đó? Đánh giá bởi cái hình dạng của thị trường. Thì chính em là cái người làm động thái đánh giá, đúng không? Dạ. Chủ động. Nhưng mà nếu mà em dùng cái dạng bị động nè, judging by the shape of the market, the figures related to England, cái con số mà được, mà con số mà nó liên quan đến England, thì cái related này là cái dạng bị động của con số, đúng không các bạn? Cái con số nó đâu có thực hiện hành động gì đâu, nó là nó bị động, nó liên quan đến England, những con số mà liên quan đến nước Anh á. You understand what I meant? Chủ động, bị động, cái việc này các bạn, mấy bạn còn cứ bị sai hoài đúng không? Thì trong trường hợp này cũng như vậy, the tendency of renting accommodation là không đúng, nó phải là the tendency of accommodation rental hoặc là renting, nằm ở cuối như thế này. Thì lúc này cái chữ renting này nó là cái việc mà thuê của cái người mà người Anh, chứ không còn là cái việc mà mình chủ động mình làm, you know, understand what I meant? Cái chữ judging này á là cái người viết cái câu này, tức là em á, em chủ động em làm. Tôi giống như là tôi judge, tôi đánh giá cái hình dạng của thị trường. Đó tôi làm. Đó là cái mà chủ động, you understand it? Yeah. Còn cái con số này nó bị liên quan đến England. And this figure is related to England. It's a passive form, you understand it? Em không làm điều này mà nó bị liên quan, cho nên là nó là bị động. Basically, yes. I'm trying to explain the active and the passive verb form to my students. You understand it? À, là cái xu hướng của việc thuê nhà. Ý em là vậy phải không? Cái xu hướng của việc thuê nhà, việc thuê nhà đó là accommodation rental, I think. Accommodation renting, yeah. Anyway, still, the tendency of accommodation renting gradually decreases and the rate of change only appears after... Cái dấu này dấu gì đây? Dấu chấm không? The tendency of accommodation renting gradually decrease. The rate of change, cái tốc độ thay đổi, nó chỉ có xuất hiện sau 8 thập kỷ thôi.
Ủa, tốc độ thay đổi là sao? What do you mean rate of change here? The rate of change là cái sự thay đổi đó. Là những kiểu học đi differentiate đó. Cái biến thiên ha, ý em là cái độ biến thiên ha. Đúng rồi. Rate of change là tốc độ thay đổi. Tức là gia tốc hả? You mean accommodation? Không, giống kiểu biến thiên, kiểu thay đổi. Sự thay đổi. Bước lại. The fluctuation? You mean? Cái sự mà nó đảo chiều phải không? Ý em là vậy không? Oh my god, what you mean is that over here it goes up backward, right? It goes up. Nó thay đổi cái trend, the trends actually reverse here. Cái trend nó bị đảo ngược ở đó. And the reverse. Chỗ này em chỉ cần nói là cái sự đảo chiều là đủ rồi. Tại vì cái câu trên đây nó nói là xu hướng của chuyện thuê nhà nó từ từ nó giảm. Thì lúc đó là em ghi cái chữ là cái sự đảo ngược là người ta biết là sự đảo ngược của cái gì rồi. Nó là sự đảo ngược của cái chuyện thuê nhà. So basically here you mentioned accommodation renting already. So here you only need to say the reverse. And they understand that this is the reverse of accommodation renting. Okay? Do you understand it? Yes. And the reverse only appear after 8 decades. Và cái sự đảo chiều nó chỉ có diễn ra sau 8 thập kỷ thôi. Second. I like secondly better. The quantity of owning a house. Cái gì này nè. House ownership hoặc là house owning. Of house ownership. I think house ownership sounds better. Cái house ownership nó nghe nó ổn hơn á. Ownership cái sự sở hữu. Ownership là sự sở hữu nha, danh từ. Ownership means like you have the you own it. So you have the ownership over something. Ownership là sự sở hữu. The quantity of house ownership số lượng của sở hữu nhà. The quantity of house ownership started at the lowest mark, nó bắt đầu ở cái điểm mà thấp nhất, phải sắp xỉ 22% nè, không có khoảng cách này, there's no space here. Approximately 22% and consistent, what is consistency? Sự đồng nhất hả? Sự đồng đều, đồng nhất hả? Sự đều, yes, consistency. Okay, consistency, okay. Let me check this word because there's a difference between consistency and consistence. Có sự khác nhau giữa consistency và consistent nha. Plural. Alright. Oh, I see. Conformity in the application of something. Cái sự mà đồng đều trong một cái ứng dụng cái gì đó. The way in which a substance. Okay, này liên quan đến hóa học rồi. You don't need to know that. This one is related to chemistry. You don't need to know that. But this one is for normal meanings. Okay. Normally what means. Okay, trong trường hợp này consistency. Okay, good. And the consistency increase until cái sự đồng nhất này nó gia tăng cho đến khi nó đạt được một cái đỉnh ở năm 2001. Cái sự đồng nhất nó gia tăng là sao? Đồng nhất là nó đồng nhất thôi. Đồng nhất là đồng nhất thôi. Cái consistency muốn đi là kiểu adverb cho cái increase. You mean what you want to have an adverb for the increase? Yes. Okay. Và cái gì nó tăng chứ? Một cách đồng nhất chứ. So what increase consistently? The quantity of house ownership, I see. And it increase consistently. Nó tăng một cách đồng nhất. It increase consistently
và nó ở đây it here stands for the quantity of sound ownership. Nó ở đây thay cho cái số lượng của sở hữu nhà. It increased consistently until it reached a peak. Chánh lặp lại chữ reach lần nữa, ít lần nữa thì thầy dùng chữ reaching. So in order to avoid having it again, I use reaching, verbing. Until reaching a peak. Tại vì sao? Loại bỏ chủ ngữ. Có thể dùng dạng verbing cho nó đơn giản. Tại vì tại sao mấy cái từ nối như vậy là verbing nữa. So after these kind of linking devices, you can have V in verbing. And removing like unnecessary it. Loại bỏ mấy cái it không cần thiết. Until reaching a peak in 2001. The intersection of these two lines, cái khúc mà nó giao nhau á. The intersection of these two lines was apparently demonstrated. Đã được biểu đạt một cách dễ dàng nhìn thấy vào năm 1971. Was apparently demonstrated in 1971 when the real estate trends. Khi mà xu hướng địa nhà đất giữa owning, between owning and renting, nó share 50 each. Share 50 each không được nha. Chia sẻ 50 mỗi cái. When the real estate trends between owning and renting how can I say, even out là không nói rồi. Or break even, cái chữ break even là hoài vốn cũng là văn nói. It's break even is also like spoken language. Okay, between owning and renting. Reach an equilibrium. Đạt được đến một trạng thái cân bằng. Reach an equilibrium. Đạt được một trạng thái cân bằng. Let's check this word out. You can see a state in which opposing forces or influences are balanced. Cái trạng thái mà cái lực đối kháng hoặc là cái ảnh hưởng á, nó được những ảnh hưởng đối kháng với nhau á, nó được đồng đều với nhau. Ví dụ như là sự the maintenance of social equilibrium, sự giữ vững cái sự mà đồng nhất cân bằng của xã hội, ổn định cân bằng của xã hội. So synonym is balance, equality, bằng nhau, evenness, sự bằng nhau nè. So here, reach an equilibrium, đạt được đến một trạng thái cân bằng. Ok, bài này hơi bị kém vậy đó ơi. Ok, 157. Ok, fine, good enough. 157 là ổn. Ok, now I will come to the essay of Miss Quỳnh Như. Ok, the proportion of dwellings. Dwellings là cái gì có mất tiêu rồi. Dwellings means like living. To dwell là to live. Dwellings là cái hộ gia đình á. The proportion dwellings in owned and rented accommodation. Bạn giữ nguyên cái từ này, ok. Cũng được, không sao hết, đâu cần phải thay đổi hết đâu. You don't need to change every single word, you know. You don't have to. In England and Wales from is illustrated in the bar chart, ok. Overall there was an increasing trend. Đã có một cái sự gia, một cái xu hướng đang gia tăng. Một cái xu hướng như đang gia tăng, một cái xu hướng gia tăng trong cái phần trăm của những người mà sống ở trong nhà riêng của họ. Living in their own house. Living in their own house. Tức là sống ở nhà riêng của họ, tức là họ sở hữu nhà đó. What is this? In server là gì ta? Okay. You mean reverse? Reverse. There was a reverse. A reverse pattern. There was a reverse pattern. Đã có một cái phương cách mà đảo nghịch. Một cái hướng đảo nghịch. For rental accommodation, very good.
Đó, bạn làm như vậy là bạn không có lặp lại cái cách mà bạn xài. Cụm chỗ này là bạn xài là cụm danh từ nè. So she use now phrase here, but over here, she use a different way, living in their own house. She use a clause here. Dùng dùng để ở đây, còn cái này bạn xài là cụm danh từ nè. Okay, good. Nhưng mà vẫn có cảm giác living in their own house nó hơi bị kém kém sao á. Still have a feeling that okay, living in their own house, it looks a bit, not so great compared to the other parts of the paragraph, So với những cái phần khác của cái đoạn này thì là cái khúc này nó hơi kém. Right. In their own property. Sống ở trong cái sống sống ở trong cái gọi là tài sản của riêng họ. Yeah, living in their own properties nghe ổn hơn á. Thay vì ghi là living in their own house, Property sounds a bit better. Just a little bit. Now, the initial impression from the chart is that people tended to live in rental houses in 1918. Ấn tượng đầu tiên từ cái chart, từ cái biểu đồ là rằng con người ta có xu hướng sống ở những cái nhà thuê vào năm 1918 phẩy với xấp xỉ 78% của những hộ gia đình with approximately 78% of households. This number was tripled. What? Cái con số này nó chủ động nó gấp đôi, nó gấp ba chứ. Chứ nó không có bị động gấp 3 nha. Remember, it tripled. Active form, ok? Active form of verb. Tripled. Wait, em đang so sánh hả? This number was... À, nếu mà như vậy thì cái này nó không thể là động từ được. Nó phải là cái danh từ triple. So if that is the case, it must be like the noun form triple. This number was triple of. This number was triple of the was double of the percentage or triple of the percentage. Thì cái triple, this triple is a noun form, okay? Cái con số này đã là gấp 3 của cái phần trăm của những cái công cư dân mà sống ở trong cái accommodation của riêng họ, cái nhà của riêng họ. Wait, how many M? How many M is this? Right. 2M, 2M nha. Double M, double C, be careful. Sorry? Did you say something? Yeah, I know it's double M. Interestingly, wait, I have to check like if this one, nó là plural noun, có plural noun, accommodation S không này, with S, yeah. Interestingly, một cách đáng ngạc nhiên, in 1971, there was an equal percentage for each category. Đã có một cái phần trăm bằng nhau cho mỗi một cái hạng mục. There was an equal percentage. Đã có một cái phần trăm bằng nhau hả? Hay là những phần trăm bằng nhau? There was an equal percentage for each category. Accounting for 50%. Accounting for 50%. Cái khúc này nó có thừa thải hay không? Tại vì nếu mà người ta không rent thì người ta phải own thôi. Cho nên là dù gì kiểu gì nó cũng sẽ lắp lên cho thành là nếu mà bằng nhau thì coi như cái này là bằng với 50, hai cái khúc này nó bằng nhau rồi. You understand what I mean? There was an equal percentage for each category. Ok, nó không sai nhưng mà nó có vẻ nó thừa.
it's not wrong, but I think it's just redundant. It's like too many words that you don't. Okay, the idea just repeat itself. I think. Cái ý tưởng nó lặp lại bản thân nó. Okay, anyway, after that, according to witnesses, ủa tại sao? Theo những nhân chứng là sao em? Theo sự quan sát chứ. Theo những nhân chứng là sao? After that, according to witnesses, nghe giống như tự thuyết rồi đó. Secondly, upon observation, mấy bạn biết chữ upon không? Nếu mà nó giống như là given cái gì đó, có một cái chuyện gì đó nó đã được cho trước. Upon observation là giống như là với điều kiện mà đã có một cái sự quan sát trước thì đã có một cái sự gia tăng mạnh. Upon observation, đừng có dùng after that nha. Use word to belong to task one more, okay? Secondly, upon observation, dùng chữ secondly là quan trọng nha. There was a sharp increase, đã có một cái sự gia tăng mạnh và cái phần trăm của house owners, của những người mà sở hữu nhà. In a period of 30 years, trong cái giai đoạn 30 năm. Wait, what's that? Amounting to là gì vậy? What does amounting to means? Động từ to amount. Is that a verb of an amount? Oh yeah, it's a verb. Come to be, very good. Okay, good. I know this one. Okay, amounted to, very good. Rất tốt. Amounting to 69% in 2001. Tức là cái khúc này em viết tiếp cái chỗ 3, cái chỗ 1971 đúng không? Dạ đúng rồi. Và sau đó 30 năm cộng 30 năm vô. So this is like continuation of the previous paragraph. So 1971 plus the period of 30 years, you become 2001. Leo lên con số là 69% ở 2001. Phải mà là twice as high. Nó gấp đôi cái sự cao như là nó cao gấp đôi chứ. Which was twice as high. Twice as high as the ratio of dwellers living in rental houses. Twice as high as. Có thể là twice as high as cũng được. Twice as high as. Nghe hơi văn nói nhỉ? It sounds a bit spoken, don't you think? Which was twice as high. It's okay, I think. Mình nghĩ là ổn. Which was twice as high as the ratio of dwellers. Mà nó cao gấp đôi cái tỷ lệ của những người sống ở trong những nhà thuê. Tuy nhiên vào năm 2011 nè, there was a slight decline, đã có một cái sự giảm nhẹ trong phần trăm. Lặp lại cái percentage giống trên không ta? Repeating the word percentage. Let's use the word ratio now. Say ratio đi. Because you don't want to repeat the word percentage here, then, you know, in there, you know. Of household in own accommodation. Lặp lại cho accommodation không nhỉ? No, we haven't. Mình chưa có viết cái từ đó trong cái đoạn này. So we haven't used accommodation in this paragraph. So okay. In own accommodation dẫn đến một cái sự gia tăng về một sự gia tăng về the percentage of rented one. Thay vì dùng chữ percentage là mình dùng chữ nào các bạn? Proportion. Let's use proportion. Tránh lặp lại càng bao nhiêu càng tốt. Try to avoid repetition of words as much as you can. Paraphrasing it. The proportion of rented one. Của cái mà rented nè. Dùng one là tốt nè. Very good. Tránh lặp lại. With 63% nè. Thiếu dấu phẩy nè. Very respectively nè. Remember, this comma is necessary, okay? Okay, with 63% and 84% respectively. Okay, trong một câu em đang nói về hai thứ, xong em nêu hai con số, or you respectively, okay, very good.
Well, I think your essay is good enough. Okay, how many words? 171 chữ. Oh, good enough. Và em nêu ra một cái sự so sánh rất là tốt luôn á. So, your comparison is actually excellent. I like it. Và nó nêu được đúng cái yêu cầu đề bài là so sánh luôn á, chứ không chỉ liệt kê số liệu. So, your task response skill, so your task response point should be good. Well done. Just try to avoid using like repeating words, okay? Tránh sao đừng có lặp lại từ là được nè. And now Mr. Han. The real estate trends of customers in England and Wales. Well, có S nha, xứ Wales có S nha. Sao nghe y chang bạn nào vậy? Why this one sounds similar to someone I just did? Overall, there was a rising trend đã có một cái sự, một cái xu hướng gia tăng in percent of people living in their own house. During this period, while there was a downward pattern, trong khi đã có một cái xu hướng đi xuống, very good downward pattern, rất tốt, rất tốt. In rental accommodation, đã có một cái xu hướng đi xuống về ở nhà thuê, in rental accommodation. An interesting point is that, một cái điểm thú vị là rằng, đã có một cái sự cân bằng, there was an equilibrium between both categories. Dấu chấm câu quan trọng nha mấy bạn. Between both categories in 1971. Okay, good. Okay, in 1918, approximately 78% of households were recorded to live in rented homes. Sắp xỉ 78% của những hộ gia đình đã được ghi lại là được ghi chép lại là sống ở những cái nhà mà thuê. Rất tốt. It's actually a good way to paraphrase it. Một cách paraphrase rất ổn luôn á. Thật sự là cái chỗ 78% household này là mình dùng were hay was đều chấp nhận được nha. Over here, if you use were or was, it's both acceptable, okay? Were recorded to live in a rented home. Đã được ghi lại là sống ở những nhà thuê. Cái lượng này was nearly triple that of nha. Nó hơi bị lạ lùng, right? Nearly triple that of. Nó gần gấp 3 lần cái đó của residents sống ở trong cái nhà riêng của họ, their own accommodations. Hai chữ M nè, double M. With S. Accommodation đếm được. Plural form. Then it level off. Cái từ level off là như gì muốn mất tiêu rồi. Level off between, tức là gia tăng không? Is that what you meant? Sometimes I forgot what it means. But it's nothing like that here. It level off between 1939 and 1953 at around 68%. Nó gia tăng 539 và 53 và 68. Let me check again. 53 và 69. Are you sure? Hân chắc không Hân ơi? Em có không, chắc không. Là nó cái khúc này có chắc không? Are you sure about this one? Let me check. 539 là nó 68, yes, nhưng mà cái năm 53 thì oh yeah, it's nearly the same, right, isn't it? Nhưng mà level off là đi lên đi xuống. Số. Are you sure? Ừ.
Let me check. Okay, sometimes I forgot words I should use to. Level off. Level. To level off, what the hell? Oh, it's not rising or falling and staying at the same level. Level off. Means rising or falling? Means staying at the same level. There you go. Nó ở nguyên chỗ mà. That's why I'm like, what? It level off between at okay, giữ nguyên chỗ, okay. The accommodation rate fell dramatically. Nhưng mà cái này có vẻ cảm thấy như là em đang nêu số liệu hơn á. It seems like okay, so you have an comparison here, có sự so sánh này. Nhưng mà chỗ này nó cảm thấy như là nêu số liệu đó. The accommodation rate. Cái tốc độ accommodation là sao không hiểu? I don't understand accommodation rate here. Có phải là cái tốc độ, cái tỷ lệ mà cái tỷ lệ mà thuê mướn đúng không? Is that what you're saying? Đúng rồi. The rental rate. The renting, the rate of renting. Cái tỷ lệ của cái chuyện thuê mướn, the rate of renting. Để cho nó rõ nghĩa. The rate of renting fell dramatically to 33%. Okay. Giảm kịch tính đến 33%, đến con số 33 phải không? Hay là một cái khoảng 33. To the number of 33, right? Okay, good. Okay, so the figure remained the same in 2001. Mấy cái câu này nó ngắn quá nha. Nên gộp nó lại. So these sentences are a bit too short, you should combine them. Followed by, được theo sau bởi. Được theo sau bởi một cái sự giữ nguyên. Một cái sự giữ nguyên vào năm 2001 là a plateau. You remember this word? Plateau là đất bằng phẳng á. Tức là một cái sự mà nó giữ nguyên, không đổi. Followed by a plateau in 2001. Theo sau bởi một cái plateau. Được theo sau bởi nha, chứ không phải là following nha. Không biết hồi nãy Hân có nghe cái vụ mà nãy nói với Đức về cái vụ mà động từ chủ động và động từ bị động chứ. Have you learned about that? So here, I use the passive form of follow because I want to say the rate of renting. And the rate of renting, it passively followed. But if I use following, it means that I am actively following something. Nếu mà mình dùng cái following là mình chủ động, cái người viết cái bài này là mình á, chủ động theo sau một cái gì đó. Còn nếu mình muốn nói là con số nào đó thì nó phải là bị động, nó theo sau bởi một cái gì đó, được theo sau bởi cái gì đó. You understand what I mean? Okay. Right, be careful with this one, okay? Tính từ động từ bị động mà từ động từ chủ động. Followed by a plateau in 2001. In 2011, phải, there was a slight increase, là một sự gia tăng nhẹ ở cái con số mà in the number of rented household, con số những hộ gia đình mà được thuê mướn household, những hộ được thuê nha, a number of rented household, and it was 38%, và nó đã là 38%. Cái khúc này hơi bị kém. Đạt được con số 38% đúng không? Reaching. Đã có một cái sự tăng nhẹ trong con số của những cái hộ gia đình mà thuê mướn phải đạt được con số 38%. Reaching 38%. Okay.
On the contrary, mặt đối nghịch này. The number of people possessing their own house in the 1900s, những năm 1900 hả? Em nói 1900, tức là nó là 100 năm từ 1900 cho đến 1999 nha, cẩn thận. If you say 1900s, it means that 1900 to 1999, okay? Be careful. Có thể nói là 10 năm đầu của thế kỷ 20. 10 năm đầu thế kỷ 20, the first decade of the 20th century. Nhưng mà thực sự nó cần phải làm vậy, you don't need to do that. The kind of number of people possessing their own house in 1910. Số lượng người sở hữu cái nhà riêng của họ vào năm 2010 đã sắp xỉ 24%, không có khoảng cách này, there's no space here. The data also follow the similar pattern. Cái con số này nó cũng theo sau một cái phương cách giống như thế trong vòng 2 năm tiếp theo. Also follow the similar pattern. Một phương cách giống như thế. Như vậy là cái phương cách giống như thế. Also follow a similar pattern. Nó cũng theo sau một cái phương cách giống như thế. Trong vòng 2 năm tiếp theo đó. Không có chấm và but nha. Remember, no period and an end. Or no period and but, okay? Don't do that. Dùng chữ however đi, tuy nhiên nè. For the later half of a century, cho cái nửa sau của một thế kỷ. For the later half of a century, owning places. Những nơi mà được sở hữu, phải không? Ý em là vậy, phải không? Yeah. Được sở hữu. Own places, nhưng mà nó nghe rất kỳ. Những nơi mà được sở hữu, own places nghe rất kỳ luôn á. Nên dùng cái chữ là housing ownership. Cái sự sở hữu nhà, những sự sở hữu nhà, housing ownership start. Let me check this word, you see. Ownership có plural form nè, they have plural form here. Cái hành vi, cái trạng thái hay là cái quyền mà sở hữu một cái gì đó, tức là ownership, quyền sở hữu. Ví dụ quyền sở hữu đất, the ownership of land, the rise in car ownership, sự gia tăng về quyền sở hữu ca và sự quyền sở hữu xe hơi. So it's possession and things like that. You can use this word, possession, proprietorship, freehold, something like that. Okay, housing ownership started. Cái sự sở hữu, những sự sở hữu nhà nó bắt đầu nó áp đảo. Started to outweigh. Started cộng verb in, started cộng verb to be the đọc từ lớp bình thường đấy. Sorry. Em nhớ là start cộng verb in. Start to do something hoặc là start verb in đều được nha, nó đều bằng nghĩa nhau. I think it's the same meaning, right? Oh yeah, the same meaning. Start outweighing hoặc là start to outweigh cũng được. Started outweighing rented ones from 60% in 1981 until it reached its peak, cho khi nó đạt được đỉnh của nó ở cái khúc mà chỉ dưới 70% vào năm 2001. until it reached its peak at just under 70%. Okay. Cái năm 2011, the year 2011, cái năm 2011, the year 2011, cũng chứng kiến một cái sự giảm ở 65% ở cái gì mới được chứ? In what? A decline in what? Không rõ ràng. It's not clear here. What decline? Hả Hân ơi, khúc này em để đi thôi, phải cái gì mới được chứ? Cái gì đó?
ở cái housing ownership không? Cái số nhà là chủ. Right. Also witness a decline. Okay. Tức là nguyên cả một cái tức là nguyên cả một cái cụm này, nguyên cả một cái đoạn này em nói về housing ownership nhiều nhất phải không? So the whole paragraph here you talk mostly about housing ownership, isn't it? So, okay. Tức là chỗ này có thể dùng decline cũng được, người ta cũng tự hiểu là nó là của housing ownership, right? So, if you talk mainly on this paragraph about housing ownership, okay? And people owning their own house, then if you say witness a decline, then they understand that it's a decline in housing ownership. Okay? Right. How much? 198, 198. Okay, good. Okay, but I have a question. Yes, please. Because he's staying in the first, in the first, and he said reaching 38%. Yeah, this one. And after that, another category reaching 65%. Wow. Wait, con số này không cộng lại 100 hả? Đúng. Oh, this number, it doesn't add up to. It doesn't add up to 100%. Go lại. Then there's a problem. Okay. Go lại, number of rented household là 211 là nhiêu? It's only like 36%. Yeah. 36 thôi à. This is 36. It must add up to 100%, okay? Because if you don't rent, then you own. So it must add up to 100%, okay? Nếu bạn không thuê thì bạn sở hữu thôi. Thì nó phải cộng lại 100% nhé. So it must add up to 100%. That's funny. Okay, anyway, good enough. Rồi, qua bài của Thảo Nguyên nè. We have a lot of work to do, class. Rồi, the proportion of houses. Oh my god. Tỷ lệ của những công dân ở nhà. Of houses, citizens. Phút này là có vấn đề nè. Right there, there's a problem here. Chỉ cần là citizen được rồi. Tỷ lệ của những công dân ở nhà thuê và nhà mướn, ở nhà thuê và nhà nhà sở hữu, in owned and rented accommodation in England and Wales is utilized in the graph. Được sử dụng ở trong graph hả? This is not a right verb to use. Không phải sử dụng, it's not use. Just use demonstrated. Dùng verb cho đúng nha. Use the right verb. In general, it is clear that nhìn chung có vẻ rõ ràng rằng it is clear that nè, bạn phản là có lỗi giống như Trang nè. It is clear that renting homes, she made the same mistakes because she misunderstood how the passive and active verb can be used. It is clear that rented houses. Home khác houses nha. Home là tổ ấm, là bao gồm có người bên trong luôn, cộng cái nhà. Còn house thì là cái nhà thôi. House is only like a house. But home, you have the house plus the people in there. Và nó chính là cái con số thì nó mới giảm một cách kịch tính. Chứ không phải là cái nhà nó giảm kịch tính. So, the number dropped dramatically, not the houses drop, okay? Phải có được number of nha. Và con số là số ít. So the number of something is singular. So has, chứ nó phải là has, dropped dramatically over the year while household, trong khi những hộ gia đình
ở cái gì, in their own places, ở cái nơi riêng, nơi mà sở hữu của riêng họ, in their own places, ở những cái nơi mà in their own property, dùng chữ property để ổn hơn, những cái di sản, những cái tài sản mà được sở hữu của họ, in their own properties, nó nghe nó ổn hơn. It sounds much better if you have properties instead of their own places, know. Okay, have almost augmented. Trong khi những hộ gia đình ở cái tài sản mà sở hữu của họ nó gần như là được gia tăng từ 18 đến 19 đến 2001, 12 là 11. Cái chữ augmented này không có thể là, có lẽ không nên dùng trong trường hợp dùng Grab như thế này. Augment giống như là mình gắn gắn thêm thiết bị độ hàng, giống như gắn gắn thiết bị lên trên xe cổ đó, giống như độ xe đó. It's like augmented for cars and augmented for like extra arm or extra eyes or something like that. Giống như gắn thêm thiết bị vô đó. Nhưng mà nó không nên dùng trong trường hợp dùng như tờ biểu đồ lên xuống như thế này. I think you should not use augmented in graphs. Have almost. Underwent a rising trend. Nó trải qua một cái xu hướng gia tăng thì nghe ổn hơn. Trải qua một xu hướng gia tăng tức là mình vừa nói lên cái xu hướng luôn, mà mình vừa nói lên cái hướng của nó luôn. So if you say underwent a rising trend, you are mentioning, okay, it rises. That's the first. The second one is that you mentioning a trend. Okay. Right. Yeah, bài này có vẻ các bạn bối rối dữ ta. You seem to have a lot of trouble with this essay. Look at the chart, looking at the chart in more details. Đó, chỗ này thì đúng nè. This is a right usage of the verb in active form. Tại vì đây là cái người viết cái bài này chủ động là nhìn vào cái biểu đồ. Because here, the person who write the essay actively looked at the chart. Okay, so this is the right way you should use. Looking at the chart in more detail. Nhìn vào biểu đồ về về cái chi tiết thêm về chi tiết. In more details. First of all, đầu tiên là rõ ràng rằng it's obvious that mình không phải là một cái người mà ủng hộ cái chuyện ghi là rõ ràng rằng đâu. I'm not the one who support saying that it's obvious. Because nothing is obvious thì chà, tại vì chẳng có cái gì mà rõ ràng nhìn thấy rồi. Tại vì rõ ràng nhìn thấy thì mình viết, thì mình tường thuật cái bài này để làm cái gì? You know? Người ta cần người ta đọc cái bài này để người ta, à tôi hiểu rồi. Tại vì nó chưa có obvious cho nên người ta mới cần đọc cái bài này. Cho nên mình không ủng hộ cái chuyện đi là rõ ràng ràng như vậy. I don't support saying obvious because basically people who read this essay need to understand the situation that you are trying to say. So nothing is obvious for them. Be careful. Dwellers could be likely to rent. Ủa mà tại sao bạn lại xài cái dạng mà probability giống như là có tiềm năng như thế này được? Nó rõ ràng quá mà đâu có tiềm năng đâu. It's clear from the graph. You don't have to say likely to rent or something. Nó rõ ràng quá mà. It's too clear. You don't have to say likely. Những người dwellers, những người sống ở đó, họ thuê thuê mướn cái nơi ăn chốn ở vào năm 1918 với 79-78%. Dwellers rented accommodation in 1918 with 78%. Triple than people's.
triple down people's private houses. Okay, I'll let this one. I'll let this one slip. What's the day? You know? Okay. But for nearly 100 years, nhưng mà gần cho gần 100 năm, owning places, nè, cái vụ này vẫn bị dính cái lỗi này nè. So I think just say housing ownership. Cái chuyện sở hữu nhà cửa. So housing ownership has increased more than rented ones, hoặc là more than the rented option, the rental option, cái tùy chọn, cái lựa chọn mà thuê mướn á, nó đã gia tăng hơn là cái tùy chọn mà thuê mướn. It has increased more than the rental option, with 64% and 36%. Thiếu dấu phẩy nè. No comma here, huh? Phải có dấu phẩy nha. You have to have a comma here before respectively, okay? Cái khúc này nó nghe là không cần thiết. Tại vì là hàng ngày qua ngày những cá nhân có xu hướng mua nhà mới cho từng một cái là sao? For each one. This one can produce confusion and it's not necessary. Cái câu này không cần thiết và nó gây ra hiểu lầm. Có thể gây hiểu lầm. Okay. Không có cần phải giải thích được, không cần giải thích là tại sao nó như thế, you know. Không cần giải thích lý do đâu, cứ nhìn thấy cái gì là nêu lại cái đó thôi. In task 1 writing, remember, you do not need to say the reason why. You do not need to explain why. Second of all, in 1981, the percentage of private accommodation, tỷ lệ phần trăm của cái nơi ăn chốn ở tư, private, tư hả, tư hữu, private accommodation, đó gọi là tư thì tức là người ta sở hữu nó. Cho nên chữ private này là phù hợp nha các bạn. If it's private, it means that they own it. So here, private is a good choice. Cho nên private là đúng nha. The percentage of private accommodation was just 20%. And in 2011, những cái như thế đạt được một cái đỉnh của gần như 70%. Dùng chữ ít thì hợp hơn. Just use it. However, with 31% in 2011, household in rented accommodation achieved the lowest rate. Lặp lại cái chữ 2011 nè. In the same year, let's say in the same year, trong cùng một năm đó. Tức là từ trước đó cũng 2011 nè. So before that you say 2011 already. So here you can say in the same year. Then you don't have to repeat the 2011 again. Các bạn khỏi phải lặp lại cái con số đó. Okay, cái này là bạn nêu trend nè. So this one, she mentioned the trend, yes. Nhưng mà con số 31% nó thuộc về cái rental. So this 31% belong to the rental. Với 31% ở cùng một năm như thế, những hộ gia đình ở cái nơi ăn chốn ở mà thuê mướn á, đã đạt được một cái con số rating, một con số mà thấp nhất. From past to this present day, from the past to this present day. Từ quá khứ cho đến cái những ngày hiện nay.
from the past to these present days. Không thể nào these present day được, tại vì lúc mà mình coi kỹ cái biểu đồ này nè, nó cái năm mà gần đây nhất là 2011 rồi, đâu phải present, đúng không các bạn? Nó vẫn còn là quá khứ. So 2011 is still the past for us, okay? When we write this one, tới 2020 rồi. It's still the past for us, so you cannot say this present day. Household infra is rented accommodation achieved the lowest rating. Possible. Với tuy nhiên với 31% ở cùng một năm như thế, cái house, những hộ gia đình ở cái nơi ăn ở mà được thuê mướn á, đạt được một cái gọi là đạt được một cái rating mà thấp nhất luôn, đạt được một cái sự đánh giá thấp nhất luôn có thể. Achieve the lowest rating possible. Ok, 31, 21 phải không? Ủa đâu phải là thấp nhất có thể đâu. Cái 2001 còn thấp hơn cái này mà. 2001 is actually smaller than 2011. So this paragraph, so this sentence you need to look, I mean, not that one, sorry. This sentence you need to look again, Miss Thảo Nguyên. Cái câu này Nguyên cần coi lại nè. Tại vì nó đâu phải là thấp nhất có thể từ trước giờ đâu. So be careful with this sentence. Ok, I think that's it. Nữa mình có hỏi gì nữa không các bạn? Any more question? And this is not enough. 135 is not enough. 135 không đủ nha. Nguyên nên viết thêm, so sánh thêm nha. So Miss Nguyên need to write more, okay? Because 135 is not enough. Rồi, lớp mình có hỏi gì nữa không? Any more question? Em hỏi cái. Yes, please. Ví dụ như thường trong cái ba nhạc đó, mình được ghi là read a peak. Tại vì em đi read a peak. Read a peak thì nó dùng cho line nhạc. Yeah. Bar chart, ý em là pie chart, hả? Không, line, line biểu đồ đường, không biểu đồ đường thật sự cũng đạt được đỉnh mà. Không, ý biểu đồ cột, biểu đồ đường đạt được đỉnh thì ok, vậy thì được, không sao. Reach a peak, yeah, yeah. Biểu đồ cột có thể viết giống như biểu đồ đường. Được má, tại vì cái cột thì nó cũng có cột cao nhất, cột thấp nhất nhé. Ok. So because bar chart or column chart, you can say reach a peak as well because they're also highest and lowest peak, you know. Okay. That's also okay. Rồi, nếu không có câu hỏi gì, mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. If there's no question, I'll stop the video here. Thank you so much for watching. Please like, share this video, subscribe to my YouTube channel, press on the bell button to get notified by my new uploads. You can also follow my Facebook, but don't add me as friend on Facebook, okay? Các bạn hãy like, chia sẻ video này. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube của mình và cái nút mà cái chuông cái đăng ký kênh á để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể follow theo dõi Facebook mình nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you, bye bye.